Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với khóa học Angular Web App. Hôm nay chúng ta sẽ học về định dạng dữ liệu và ràng buộc dữ liệu. Để định dạng dữ liệu trong Angular thì chúng ta dùng cú pháp như sau. Ở trong dấu hai dấu ngoặc nhọn của biến, sau đằng sau tên biến ta sẽ thêm một dấu thẳng đứng và từ khóa uppercase. Từ khóa này sẽ làm cho biến viết hoa như thế này đây, viết hoa hết. Sau đây chúng ta sẽ học về ràng buộc dữ liệu hai chiều của Angular. Chúng ta sẽ thay đổi thẻ span bằng thẻ input. Input ID bằng name, ng module bằng biến của chúng ta là sinh viên chấm name. Đã có lỗi xảy ra rồi. Lỗi này là do chúng ta chưa import module vào Gojek của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ import vào bộ Gojek của chúng ta. Chúng ta sẽ import vào app.module.ts. Import for module. Form có s nhé các bạn. Từ Angular suộc form. Và chúng ta cần phải import ở đây nữa thì mới hoạt động. Các bạn hãy nhớ nhé. Form module. Và chúng ta sẽ thay đổi một số câu lệnh ở HTML sinh viên .html. Chúng ta sẽ thay ngoặc nhọn đôi bằng dấu nháy kép. Như vậy là đã thành công rồi, không còn lỗi nữa. Đã có input để chúng ta nhập. Khi chúng ta thay đổi dữ liệu ở đây thì biến của chúng ta sẽ thay đổi luôn. Các bạn có thể thấy ở trên đây. Mình đổi thành B thì thành Nguyễn Văn B luôn. Và nếu tôi thay đổi dữ liệu ở đây thì trên web cũng thay đổi luôn. Này thì các bạn đã thấy thường xuyên rồi đúng không ạ? Thay đổi luôn, gọi là dữ liệu thời gian thực, sửa phát ăn luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một class danh sách sinh viên new file. DS x ngang sinh viên .ts. Class của chúng ta đâu rồi nhỉ? Vừa tạo đây mà. Đây rồi, class chúng ta vừa tạo đây. Chúng ta sẽ import
sinh viên, class sinh viên chúng ta vừa tạo ở bài trước với đường dẫn như sau. Sau đấy chúng ta sẽ copy danh sách sinh viên ở đây. Tôi đã làm sẵn các file và để ở phần mô tả, các bạn có thể download về và sử dụng cho tiết kiệm thời gian. Chúng ta có list danh sách sinh viên gồm 10 sinh viên qua đi từ 11 đến 20. Bây giờ sinh viên.common.ts tôi sẽ import danh sách sinh viên vừa tạo. Chúng ta sẽ viết hòa cả đi để phân biệt với class sinh viên. Danh sách sinh viên từ sinh viên. Sau đấy chúng ta sẽ gọi biến ở dưới này, chúng ta sẽ khởi tạo một mảng sinh viên, mảng sinh viên mà là sinh viên viết hoa. Nó sẽ comment biến sinh viên kia lại. Ở file giao diện chúng ta sẽ gọi mảng sinh viên là hai, tiêu đề là danh sách sinh viên. Thẻ UL để tạo list. Thẻ LI này ta sẽ gọi biến sinh viên. Vẫn cú pháp gọi biến như cũ. Đấy là một cặp hoặc nhọn. Sau đấy là tên biến. Biến của chúng ta là một lớp. Vì vậy chúng ta sẽ dùng cú pháp sinh viên chấm thuộc tính ID. Đây sẽ là sinh viên chấm name, thuộc tính name. Sẽ vào lại web của chúng ta để kiểm tra kết quả. Đã có lỗi rồi.
Vì sao? Bây giờ biến của chúng ta là một mảng, nên chúng ta không thể gọi cú pháp như thế này được nữa. Chúng ta sẽ dùng một vòng lặp để gọi ra các biến. Tôi sẽ comment đoạn này đi. Chúng ta sẽ dùng một vòng lặp với cú pháp như sau. Sao? NG for let SV hợp sinh viên và ở dưới ta sẽ gọi biến sinh viên SV chấm ID SV chấm name. Như vậy đã list ra danh sách các sinh viên ở đây rồi. Thừa một list. Vì sao? Vì chúng ta chưa đóng thẻ list ở đây. Chúng ta sẽ đóng thẻ list lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở bài tiếp theo.